Mọi người lại là Rin nha. Chào mừng mọi người đến với video của Rin nha. Mấy ngày nay Rin không có ra video. Mọi người có chăm chỉ tham gia event không đó? Thì có nhiều bạn bảo là cái event này của Rin nó hơi khó đúng không? Thì khó mới có cái vui để tham gia chứ. Chứ mà dễ quá, ví dụ như vẽ một con chim là được 3 sub hả? Ai không vẽ được. Thì hôm nay Rin sẽ làm một Rin sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà ba Rin mới làm cho Rin. Đó là một cái màn hình LED. Thì cái màn hình LED này ba Rin làm. Đây là màn hình LED này là tồn kho và cho Ri. Thật ra là cái này mà không tồn kho Ri không bao giờ sử dụng nó để làm cái bản hát sáng đâu nha, tại vì cái này nó đắt gấp 10 lần cái bản hát sáng. Cái bản hát sáng đâu đó chỉ có 100 cho tới 200 cho tới 300 thôi, mà cái này nó tới 600 một miếng cỡ vậy luôn. Eo, đắt nhờ. Nhưng mà cái này là cái miếng tồn kho trong cái hàng của ba Ri, không có ai xài nữa cho nên ba Ri cho Ri. Và cái cục này các bạn biết làm gì không? Để mở cái này lên đó. Thì cái LED này mọi người không biết nó là gì á, thì khi mọi người đi xem mấy cái video ca nhạc của Sơn Tùng, BTS sẽ là Blackpink hay là các cái con sớt khác, thì các bạn sẽ thấy cái nền ở dưới đó và là cái nền ở sau lưng của các cái nghệ sĩ, thì nó sẽ có các cái một cái TV siêu to, thì mọi người sẽ thấy và nó chính là cái màn hình LED ở đây chứ không phải là một cái TV nào đâu. Thì để làm cái này thì phải có một cái miếng mica nhựa như thế này đây, khổ này là khổ A3 đó. Ok mọi người, thì Ri đã chỉnh đúng cái chế độ đó rồi. Đây là cái bản line sẵn của Ri trên cái tờ giấy A4, tờ giấy của học sinh đó mọi người. Thì mọi người có thấy cái này nó có giống giống cái gì không? Đúng rồi, nó giống y chang như là cái đề tài event mình mở ra vậy đó. Thì mình vẽ như vậy để cho mấy bạn có ý tưởng các thứ nè. Nhưng mà mình đã like trước khi mình làm cái này rồi, tại vì mình sợ mà mình vừa quay bằng cái máy này thì nó sẽ mở flash lên, các bạn sẽ không thấy gì hết á, và mình cũng không thấy gì. Thì mình sẽ lấy một tờ giấy trắng 300 GSM mình đè lên nha. Ok, nó cũng thấy được rất là rõ nha mọi người. Ok, thì cái khúc này á mình đã tắt flash rồi chứ thôi là nó mở flash lên đó mọi người. Ok, đã cuối viết rồi và bây giờ Ri sẽ cất cái đống này đi. Trong cái viết nào khác á, thì Ri sẽ đem cái này ra mà vẽ tiếp cho mọi người coi nha. Thì bây giờ Ri sẽ cho mọi người coi cái tranh này.